Vào chiều tối thứ hai 29 tháng 9 vừa qua, tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, một buổi tiếp tân và trao tặng huân chương Truman Reagan cho ông Edwin Meese III đã được long trọng tổ chức bởi Sáng hội Đài Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản, nơi tổ chức cách đài tưởng niệm nạn nhân khoảng 1.2 dặm về hướng Đông Bắc, cách tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ 1.4 dặm về hướng Đông. Khách mời tham dự đa số thuộc thành viên yểm trợ công tác xây dựng tượng đài. Họ đa số đến từ các quốc gia thuộc khối thống trị bởi Cộng sản. Ngoài ra còn có một số quan khách thuộc thành phần nhân viên công chức dưới thời Tổng thống Reagan. Đặc biệt trong hàng quan khách danh dự của Sáng hội Đài Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản có chị Lữ Anh Thư và ông Võ Nhẫn. Chị Lữ Anh Thư hiện là thành viên của Hội đồng Quản trị và là người đóng góp nhiều công sức vào việc vận động gây quỹ giúp đài tưởng niệm. Theo chị Lữ Anh Thư, số ngân khoản xây dựng tượng đài phần lớn là do cộng đồng người Việt gây quỹ và tài trợ so với các sắc dân thuộc các quốc gia có nạn nhân Cộng sản. Nhân chuyến đi Hoa Thịnh Đốn tham dự buổi tiếp tân trao tặng huân chương Truman Reagan, chị Lữ Anh Thư và ông Võ Nhẫn, Chủ tịch Hội sinh viên Võ bị quốc gia Đà Lạt đã ghé qua tượng đài để dâng tặng hoa cho các nạn nhân bị Cộng sản sát hại. Hôm nay là cái ngày mà Sáng hội Nạn nhân Cộng sản trao giải thưởng huy chương cho một số người có công trong công cuộc đấu tranh chống Cộng sản. Và chúng tôi đại diện cho cái hội Võ bị ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phường Phú Cần đến để tham dự và đến đây để tưởng niệm đến những cái nạn nhân Cộng sản, nhất là những cái chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh vì lý tưởng tự do, cũng như những đồng bào đã hy sinh để tìm vượt biển tìm tự do, cũng như là một số người đã bị chết trong các trại cải tạo. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi đang có mặt tại đài tưởng niệm nạn nhân Cộng sản tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Đây là đài tưởng niệm duy nhất trên thế giới để ghi nhận sự hy sinh của hàng triệu, trên 100 triệu nạn nhân Cộng sản, trong đó có hàng triệu người nạn nhân là người Việt Nam. Chiều hôm nay ngày 28 tháng 9, chúng tôi đang trên đường đến tham dự một buổi tiệc tiếp tân để trao tặng huy chương tự do Truman Reagan do Sáng hội Nạn nhân Cộng sản xây dựng tượng đài nạn nhân Cộng sản trao tặng. Đây là năm thứ 13 và nhân dịp đi đến dự cái buổi tiệc hôm nay, chúng tôi ghé ngang đây cùng Hội Võ bị và Thanh thiếu niên đa hiệu để tặng những cái bó hoa tưởng niệm dưới chân tượng để ghi nhớ đến những đồng bào nạn nhân của chúng ta, trong đó có các cựu sinh viên sĩ quan đã chết trong các trại tù học tập cải tạo, và đồng thời bao nhiêu gia đình nạn nhân đã bị đày ải trên các vùng kinh tế mới hoặc đã bỏ mạng ngoài biển. Họ tất cả đều là nạn nhân của chế độ Cộng sản Việt Nam. Được biết, huân chương Truman Reagan đã được hình thành từ năm 1999. Vào năm 2000 thì người Việt đầu tiên nhận được là giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Sau đó vào năm 2007, Sáng hội đã trao cho người Việt thứ hai là anh hùng Trần Văn Bá. Cái huy chương Truman Reagan, huy chương tự do đó, là để ghi nhận là cái cuộc đấu tranh chống lại chế độ Cộng sản là từ thời của Tổng thống Truman, và đối với người Hoa Kỳ thì nó đã chấm dứt với dưới cái thời của Tổng thống Reagan, và những người nào đã kiên cường trong suốt bao nhiêu năm trời để đấu tranh chống lại chế độ Cộng sản thì những người đó xứng đáng được những cái huy chương. Cho tới giờ phút này chỉ có hai người Việt Nam trong danh sách, và đa số là những nhân vật trong chính phủ của Hoa Kỳ hiện tại được Dr. Lee Edwards mời để trao tặng những giải thưởng đó. Những nhân vật đã từng lãnh cái giải thưởng đó gồm có những người đấu tranh như Vaclav Havel hay là Đức Giáo Hoàng Paul VI. Hai người Việt Nam là gồm có anh Trần Văn Bá và giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Năm nay medal chỉ trao cho ông Miss The Third là người duy nhất. Ông Edwin Meese từng giữ chức vụ tránh văn phòng cố vấn về chính sách cho Tổng thống Reagan. Ông là người điều hợp nhiều đồ án quan trọng từ ngoại giao cho đến dàn dựng kế hoạch phòng thủ lá chắn trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Vào năm 1985, ông Meese đã đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho đến năm 1988. Hiện nay, ông Meese đang là chủ tịch đặc trách chính sách Reagan cho Sáng hội The Heritage Foundation và mang trọng trách bảo tồn di sản tổng thống cho người Hoa Kỳ trong mọi lĩnh vực. Ông Meese còn kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của Trung tâm gìn giữ truyền thống, chuyên lo về pháp lý và nghiên cứu về công lý. Ông còn hợp tác với một vài tác giả và đã cho ấn hành ba tác phẩm như Leadership, Ethics and Policing, Making Shape và With Reagan, The Inside Story.
Ông còn viết rất nhiều bài tham khảo, bình luận và tham luận trên báo, TV và phát thanh trong nhiều năm. Well, Lee and Ed, thank you very much and thank all of you for being here and joining us for this evening. There are so many things that I'm grateful for, and one of the main things has been the great people I've had a chance to work with, including these two gentlemen, Jim, Al. It's just been great, and I appreciate all of this. I particularly appreciate this award because it is the Truman Reagan Award. There was a bipartisanship there that unfortunately is not always present in today's policy debates. In a sense, President Truman recognized the Soviet threat, the threat of communism, and set in place a number of forces, a number of actions that started really us entering and engaging communism in what we now call the Cold War. And of course, Ronald Reagan, at the other end of history, really set into play the forces that ultimately ended that Cold War with freedom winning. And so for that reason, it's a great honor to receive this, as well as to follow in the line of the people, some of whom you've heard already, who have had this honor before. I was impressed, I had the opportunity to see the Gulag collection that is now in the auditorium and the surrounding areas of the Heritage Foundation, and to see what communism was all about. And I must say that there's no one who's been a harder worker and has had a greater imagination and a greater vision of how to keep alive the memory of communism, and particularly the victims of communism, so that as a people, a world people, we'll never have that happen again. And that's Lee Edwards, and I think he deserves our appreciation. Được biết, ông Mitch tốt nghiệp từ cao học Yale và có bằng luật từ Berkeley. Hiện nay, ông Mitch và bà Ursula đang sinh sống tại Marlin, Virginia.